Thì cứ 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 hỏi gì hỏi đi. Cứ... Dạ. Đang kiếm hình gì đó anh? Hình hồi xưa hả? ừ, anh kiếm hình kinh để thấy được cái răng ngày xưa của anh nó giống cái răng bây giờ. Dạ. Vậy? Là hồi đó mà cái răng anh, cái lúc mà làm im lên là còn bao nhiêu cái răng anh? Là cũng Lúc em đen là bên kia đã phải 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 nhổ hết rồi. là anh nhổ hết bên kia anh về Anh hả? bị sụp cái xương xoang mũi ở bên này. À dạ. Sụp xương xoang mũi. Mà Thì bây nó làm cho giờ bị viêm, nó chảy dạ. máu ở đâu luôn ngay trên răng. Còn nó bể hết, khi mổ là bên đây mổ là anh nát hết trên này. Vậy luôn Xương hả? hàm nát hết, bây giờ mới 10 túi xương hết. À, rất là nhiều, 10 cái màng xương luôn đó. 10 cái mạng xương. 10 cái màng xương và 10 cái hộp xương để ghép luôn Ghép trên cái vùng xương đó. của Ghép anh. trên cái À, vùng móng bên cắm bên bên này, form. bên em mổ ra là gấp là nó vụn luôn á. Bấy nhảy luôn rồi đó Bấy nhảy hả? luôn. À. Cô Kiều hỗ trợ bẻ cái cổ áo cho anh nghe cô Kiều. Chỉnh Dạ lại đây. cho khách mình cho đẹp trai lên Rồi đẹp trai hả đó. anh? Em thấy nhìn mình chỉ là nghe mùi nước hoa nữa là biết ở bển luôn anh. Ngồi xa xa ra thấy trai đẹp là cứ sắp Ở sắp. ở bển là cái gì? Ở bển là có cái mùi Không nó không có mùi bằng nước một ngoài gốc, lắm anh. ở ngoài một gốc ở đây. Nha. Dạ. Không nhưng Việt mà thấy Nam mấy thì anh chị Việt Kiều nó vẫn có cái nét khác, nó nó vẫn chỉ có khác cái dễ là thương nữa. cái đời sống thì nếu mà mình nó coi như nó ổn định thôi, Dạ. Dạ. chứ còn cực bên này nhiều, thật sự Dạ. bên này sướng nhiều. Đi làm anh thấy như đi làm khoảng 12 tiếng Đúng rồi. trung bình. Dạ. Ừ. Nhưng Nhưng mà hôm mà nay anh gắn răng là anh thấy hài lòng không anh? dạ gắn từ bữa giờ đi lần nào là cũng thấy không phải sửa gì lại hết. Tức là bác sĩ sẽ gắn anh một lần đi một lần để lấy ni chứ. Anh có kinh nghiệm về răng này đến mức độ mà khi bác sĩ để cái hàm răng lên trên là anh đã biết là ok rồi, không cần phải gắn nữa Ghê nha. vậy. Cảm giác là thấy ok hả? Nào, lấy dấu là anh thấy Nhìn là ok biết luôn. rồi, tại vì có rất là nhiều cái mẫu răng ngày xưa rồi. Dạ, có nghĩa là trước đó là anh đi làm răng nhiều lần rồi. Bây Đó, giờ chỉ không phải cần. chỉ cái hàm răng giả rồi đó. Dạ. Rồi mình nhìn là mình đã biết rồi. Có nghĩa là chỉ cần nhìn các bác sĩ làm thao tác Nhìn vậy thấy thôi là rồi, mình khi mà biết. thấy bác sĩ để trên bàn thì nó thấy cái hàm răng đẹp. Là Đã đã biết thấy là rồi. chắc ok rồi. Vậy luôn á hả? Hay vậy. Kinh nghiệm á. Nghĩa Không. là không, ảnh có người nhà, nhưng người nhà của anh cũng làm bên em cũng ba bốn người mà. Đúng rồi. Ba bốn người mà. Bà xã anh hả hay là Bốn người ai? bột hết toàn bộ trong xứ đó. Tổng cộng bao nhiêu cái răng 56 cái. anh? Nhưng mà anh ngày trước là 13 cái. Em tưởng một mình anh làm 5-6 cái răng chứ, tại vì Không một có. người ta có ba hai cái răng thôi. Ừ, bốn người Dạ, bốn mà người ba người chia kia. ra là gia đình làm ở An Na là 56 cái răng với Năm lại mươi năm mốt về đó. im len nữa. Hôm nay Chù cha ôi đó. khách hàng VIP đó nha, đây khách hàng VIP của gia đình của mình á. VIP VIP siêu Anh VIP là á. anh ở nước nào ạ? Anh ở Mỹ, anh Orion, bang Oregon. Orion. Ôi, anh hồi sáng có anh Sơn ở Oregon luôn á, không biết hai anh có biết nhau không trời. Có một anh hồi sáng cũng ở Oregon luôn á. À. Dạ, anh Sơn á, làm hai hàm răng sứ á. Anh ở bên đó anh có tiệm nail. Đó. Rồi rồi Anh cái làm răng bây giờ gắn vô thấy sao tự nhiên nó giống răng hồi xưa quá hả? Ừ, bây giờ đang tìm cái hình Chắc kiếm gì cho hồi anh trẻ ăn. của mình. Thôi không không ăn không ăn. Nãy ăn rồi. Thử chưa? Anh Anh ăn thử răng thử, chưa? anh thử cái anh. Cho mượn Thôi chút. ta ăn rồi mà. Ăn rồi tại 5 năm rồi nó Ăn chưa cảm giác, rồi. nó chưa cảm giác. Bây giờ phải tối bây giờ người ta tự tăng sao có đẹp giờ. Tự nhiên là đưa tăng nó này nó chưa cảm Dạ. kiểu nó 5 năm rồi nó không có răng nên nó 5 năm rồi không có răng để trống anh. 5 năm luôn anh. Rồi đây Wow. anh 5 năm nay anh ăn sao? Ừ. Ăn thì nhai đại thôi nha, giờ nuốt na nhai đại thôi. Vậy có Vậy say luôn không anh? anh? Không Vậy là bây giờ thì có ăn răng đồ là mình mềm ăn được thôi, tất cả mọi thứ trên ồ đường luôn anh. coi như đồ nhìn đồ thèm đó nhưng mà không ăn được. Ủa vậy hả? Chu cha. Ừ. Tự Nhiều nhiên. khi thôi ăn Rồi ngoài bây giờ nó có răng cho bậy đẹp trai luôn rồi. Đó, thấy cười tươi không? À. Thôi người cười tươi Cần ngày cần xưa vô bà nó chết cameraman rồi. cận cận miệng anh xíu nè. Anh rất Anh là giống nghệ sĩ nhạc sĩ Quốc nhạc Huy. sĩ Quốc Huy. Cười Anh cái còn anh cười cái em cười anh cười cười chọt lét anh cái kiều. không chứ cười nhẹ thôi Đó, cười nhìn anh rất là bảnh nha. Đẹp mà, anh đẹp mà. Vui tính nữa. Dễ thương. Vui tính dễ Khách thương. hàng anh em rất là mến À khách. hình như còn cho Đúng nhãn rồi. mọi người nữa đúng không? Hôm bữa đến trễ xong rồi biểu thách nhỏ đợi á, Dạ. biểu mọi người order trà sữa hay gì đi ăn lại. Ủa sao mình không uống trà sữa vậy ta? Ủa là mấy trước anh đến là anh Sao đã hai gái người uống cho mấy bạn trà uống trà sữa rồi sữa, hả? nhưng mà mấy bạn biểu là sắp sẽ về rồi À, thì hôm nay đến mua nghĩa là nhiêu anh đến hỏi muốn ăn gì trễ hẹn. không, Muốn ăn gì không muốn nữa? trễ không, muốn ăn gì không cho order, lúc có 6 giờ rồi Ủa vậy ăn rồi hả? sân bay về luôn. À dạ. Ồ. Có nghĩa là bữa đó đến bị trễ, xong đó là muốn bao mấy bạn uống trà sữa hay uống gì Hay mà là mấy muốn bạn ăn chưa gì uống. ăn kia order Ồ. đi, Dạ. rồi con bé nó biểu là tụi em sắp về rồi. À à dạ. À.
Sao bữa nay chị thấy có nhãn ngoài kìa, mấy bạn kêu cho chị ăn nhãn thì anh đem qua kìa. Nhãn như đây, nhãn trên lầu nữa chứ. Chu cha. Đâu có gì đâu, mọi người giúp mình làm cho nhanh, kịp thời gian thì... Không, chuyện là vui vẻ, anh chị vui vẻ thôi, thật sự là... Ở đâu mà làm mình thấy nó vui vẻ mà hài lòng khách. Thấy mọi người... Từ năm 1 mà xưa cũng vậy đây. Làm từ hồi năm 1. Ủa là cái implant của anh là anh gắn bao nhiêu tháng này hả? 2 năm rồi. Cái thằng dịch có 10 tháng, đúng là có 10 tháng về mà chỉ giờ gần 3 năm mới về được. Gần 3 năm mới về chứ. Được. Đúng là 10 tháng dài về. Ra. Dạ. Nhưng mà sau mùa Covid mình vẫn gặp được nhau là một cái niềm vui đúng không? Ừ. Dạ. Vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn cái gì ngồi. Đâu có số là cái... Anh ngày xưa làm bên công ty tư vấn thiết kế của tổng công ty điện số 1. Ồ. À, em biết rồi. Làm bên tư vấn thiết kế. Dạ. Rồi giờ... Về bển mình cũng làm nghề luôn mà. Rồi bển hả? Làm cu ly luôn. Mình nghĩ là mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mà đi cũng trễ nữa. Đi là cho mấy đứa nhỏ đi học thôi. Dạ. Ngày xưa anh đi qua... ở tháng rưỡi, về ở 6 tháng. Dạ. Đi về. Trời ơi, vậy là đại gia ta mới đi vậy đó. Xong rồi, không, xong rồi anh về đây đợi 6 tháng không? Xong cái tình cờ cái một năm đó đi được 3 năm như vậy. Dạ. Cái năm đó tự nhiên cái về ở 6 tháng qua cái nội công thâm hậu. Cái tự nhiên lòi ra đứa. Trời ơi, ghê. Thì người quốc lịch hết rồi, nó xìm mình lại luôn. Là anh bữa nay là mấy bạn? Hai bạn. Ủa vậy là có 2 bạn thôi anh? Ờ, đứa con gái lớn 27 tuổi. Dạ. Trời ơi, con gái anh lớn dữ vậy đó hả? Năm cuối này tốt nghiệp là chuẩn bị bỏ về đồ án này. Wow. Học ở bển luôn anh à? Bác sĩ. Bác sĩ chuyên ngành gì anh? Nhi khoa. Nhi khoa hả? Khoa nhi cũng là hot đó. Khoa nhi cũng là hot đó. Cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Với nữ mà, con gái nữa. Với lại làm khoa nhi giờ đang cũng... làm bệnh viện đó, thực tập mà cũng như làm luôn rồi. Dạ. Anh đang thiếu người nhiều lắm. Dạ. Hay quá. Tuy là sau là mấy tuổi bác anh? Lần sau là mới có 9 tuổi là về chung với anh nè. Trai. Dạ. Sao không đưa con qua em khám luôn, khám răng cho con, cạo bôi răng cho con luôn. Răng hả? Dạ, mấy bạn nhỏ nhỏ cũng cần cạo bôi răng á. Ừ, bên kia cho bạn ấy luôn. Bên kia thôi, đi học nó bắt buộc phải cạo. À vậy hả? Rồi chăm sóc ghê. Đi tới tốt quá anh. Bắt buộc. Dạ. Lần này chị có về với anh không? Không. Dạ. Mỗi người giữ mạng. Về làm chi? Nghi lắm, nghi lắm. Về theo chi là nghi lắm á. Chị ảnh mất người chồng từ thiện. Ảnh rất là bận. Bởi vậy bắt đầu nghe pháp xuất mà cái tượng nó đi cái khác rồi nè, thấy không? Mục tiêu chính lần này về là thứ nhất là răng. Răng. Dạ. Không, rồi thứ nhì là làm từ thiện. Dạ. Thứ ba là phải đi bay Hà Nội có việc. Dạ. Xong rồi, bây giờ mới đầu ăn chơi. Bây giờ mình đi Phú Quốc xong ngày mấy mình về? Hả? Giờ mình đi chơi. Wow. Ngày năm là mùng ba về rồi, mùng ba về là Sài Gòn rồi. Rồi khi nào anh mùng năm? Dạ, đi về bển năm mùng năm. Rồi khi nào anh quay lại anh? Khả năng Tết. Tết à? Ồ, Tết về anh chị ghé em nha. Vậy là chắc anh Khoa nhà mình cũng đại gia lắm, về rất nhiều lần. Không có đại gia gì, bây giờ mới nghèo chứ, chơi cái gì cái đó mà gì? Đi liên tục luôn, về liên tục luôn. Anh về anh vô cơ quan nhận lãnh lương. Còn ngày khi mà những cái ngày nào mà đi qua Mỹ. Dạ. Thì cái tiền lương đó nó đưa giải chi. Có nghĩa là bây giờ vẫn có lương ở Việt Nam luôn á hả? Ừ. Trời ơi, ơi ghê vậy. Nhưng khi mà mình đi thì cái lương đó đưa vô giải chi. À. Hay quá. Khi mình về mình bước công ty. Dạ. Mình bước công ty mình làm thì luôn mới xếp thương thôi. Dạ. Không thấy vậy cũng. Ở đây mà làm có mối quan hệ thì Đúng là có mối quan hệ là có rất nhiều. Với lại công việc của anh có thể linh hoạt được. Với lại anh có thể làm từ xa cũng được. Thì nó cũng không phải là vấn đề. Thật ra bây giờ cái thời đại giờ 4.0 rồi anh. Cũng không nhất thiết là phải đến văn phòng đâu. Trừ khi nào mà bây giờ văn phòng, bây giờ văn phòng đâu. Dạ. Tôi nghĩ 10 giờ, 11 giờ sẽ xẹt luôn tí. Công việc mình làm xong thôi. Dạ. Việc mình làm xong thôi. Dạ. Bây giờ vô làm ngồi gì cho tốn điện. Thứ nhất là ví dụ bây giờ mình phòng vô phòng mình mở rồi mình phải sử dụng điện rồi mà giải quyết việc không được. Dạ. Còn miễn sao cái công việc của mình đảm bảo thôi. Dạ. Là xong rồi, ok. Không thì không em... phải bị phản ảnh gì hết là ok. Ừ. Công ty em cũng có một số cái bộ phận cũng không nhất thiết phải đến văn phòng đâu. Cho nó làm như vậy nó làm thoải mái hơn. Dạ dạ.
cái thời đại này nó lỏng nhưng mà nó làm rất thoải mái. Dạ. Còn em siết tới giờ nó còn chết nữa. Dạ. Nhưng mà đạt được KPI là được. Dạ. Ừ. Dạ. Cứ khoán. Dạ. Khoán thôi, quản lý đầu việc thôi. Đúng chứ rồi. Không nhất thiết là phải thời gian. Dạ. Dạ. À. Vậy là hôm nay mình gắn răng xong mình về mình ăn một thuốc trên đời nha. Ăn thử. Chưa. Hay là mình ăn chay đi anh. Từ xưa giờ mà ăn không được, nhưng mà có một thứ là không bao giờ mà không có ăn vẫn ok. Là gì vậy? Là gì anh? À, chưa hiểu luôn á. Chưa hiểu luôn. Không biết luôn á. Nãy em hỏi anh ăn chay anh nói gì vậy? Nói chuyện với anh là chị chạy chữ dữ lắm nha. Trong đầu phải chạy chữ dữ lắm đó. Không, nhưng mà em thấy anh rất là cười rất là đẹp. Bây giờ bắt đầu từ lựa quen lại rồi đó. Lúc nãy ngượng, bây giờ bắt đầu quen lại. Không, mà nãy gắn răng nhanh có chích tê không? Còn chích tê luôn à? Cái thịt anh hiền lắm. Dạ. Cái thịt anh là bác sĩ Việt lúc mà mổ xong á. Dạ. Là ngày nào cũng phớ lên á. Vệ sinh đó. Bác sĩ Việt biểu là cái thịt anh quá lành. Dạ. Nó lành nhanh quá, nó bít nó cái lỗ, dịch nó không ra được. Dạ. Nó sưng. Phải khơi nó ra. Nó sưng, phải khơi ra hút vậy. Dạ. Qua bên đó còn bị. Dạ. Đây mới có mổ có 2 ngày mà đã lấy đi rồi. Dạ. mới may cái mổ ra mà 2 ngày rồi đã lấy đi. Dạ. Không dùng thuốc tê, làm cái tạm nha anh. Trời, anh giống như siêu anh hùng vậy đó anh, dũng cảm lắm á. Đại diện bí quá rồi. Dạ. Anh có truyền động lực cho mấy người mà mất răng mà sợ đau không? Ừ, biết chưa? Ví dụ mà người ta mất răng mà như sợ đau như là sợ đau lắm anh, người ta không dám làm giống đừng mình. Có sợ đừng, nhiều người ta sợ đã, mình chấp nhận rồi mà mình muốn đẹp thì mới chấp nhận, nhưng mà nó có đau gì đâu. Vậy luôn hả? Ừ. Tôi biết mổ bệnh viện nó đau đâu. Anh dũng cảm á. Thuốc đó thì uống thôi, thì nó phải đau một ngày thì qua ngày sau nó hết thôi. Dạ. Nó giảm đi. Dạ. Chứ có giờ đâu. Trẻ ngày hôm nay mình có nụ cười đẹp đẹp trai nha. Trẻ lại chắc cũng được 10 tuổi á. Thì chứ mà nó không có răng, nó già liền á. Nó hóp vô. Ừ, dạ. Nhưng mà vẫn chưa được yêu cầu là sao. Tại vì mình, cái do mình, cái cơ địa mình bị rồi. Mình bị sập cái xương này. Do đợt trước nó bị sập rồi. Yeah. Sập xương này luôn. Thì bây giờ nó mới bên đến hơi lõm mà đúng, phải chấp nhận thôi. Dạ. Yeah. Đã cứu tới đây rồi, bác sĩ đã làm tới đây là ok đúng rồi. Dạ yeah, đúng rồi, đi mình. Bây giờ đơn giản lắm, bây giờ muốn cái chỗ này mà lên xíu đi chích xíu filler vô hai chỗ này. Bắt đầu tư vấn tào lao rồi đó. Bắt đầu chuyển qua thẩm mỹ thôi. Thẩm mỹ kiểu gì? Hồi xưa là tụi em, hồi xưa có mà bên 49, 51 á. Anh còn coi bản giá luôn, cái bên thẩm mỹ mà. Hồi xưa cũng mình thấy, ôi trời, cái mấy cái này cái gì mà sao lạ quá ta. Anh đành tụi em hơn, tụi em đành tụi em luôn. Cắt cái gì xuống nhìn lạ, anh phải nghiên cứu nguyên dọc. Hồi xưa em có qua phẫu thuật, bây giờ không làm cái đó rồi, không làm cái mạng đó rồi. Trời ơi, bên này, trời sao bây giờ phụ nữ chúng ta làm nhiều quá ta. Cắt gì tùm lum hết trơn. Cắt rồi thu gọn rồi. Rất là nhiều thứ. Ủa chứ bên bở em nghĩ ta làm hơn chứ anh. Làm hơn cái gì? Thì làm hơn, còn hơn bên nước ngoài. Đúng là hơn. Sao dám làm được. Không, mấy chị đa phần về đây làm không à. Mấy chị về đây làm hết. Một cây im đen trong đó là giá nhiều anh. Một cây bên đó nó tính lạ lắm. Dạ. Nó sale rồi, nó sale rồi 5 ngàn. 5 ngàn mấy. 5 ngàn mấy một cây. Nó sale rồi. Rồi xong rồi. Không phải là cái đó là xong nha. Xong rồi nha. Còn tính bập bên nó tính tùm lum tùm la rồi răng. Tính sao mắc dữ vậy? Đúng rồi, trước bệnh nhân có bệnh nhân nói 4 ngàn mấy thì em biết nhớ 4 ngàn mấy thôi đó. 4 ngàn mấy là mới có cái trụ thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ có gì hết luôn. Nó làm cho anh cái hàm răng giả gắn vô luôn rồi. Và bằng nhựa. Dạ. Mà 3 ngàn mấy. Trời ơi. Xong rồi anh cầm bỏ chơi luôn, không xài được luôn. Mới tức. Không xài được. Thảo lắp á, không? Mà dở mức độ nè. Chỉnh người ta làm sao mà bây giờ dán keo không dính luôn. À, có một loại thuốc bác sĩ gì đó. Vậy thì nó dán keo nó không dính, không nhiều khi nó nói chuyện chừng khoảng chừng một tiếng hồ sao nó đớt ra. À. mà cái nên bú bên con mà. Dạ. Về bác sĩ Việt ngồi cũng chứ lúc mà chưa làm á, ông ngồi ông chỉnh cái cắn thứ khác hết luôn. Cái đó là do bác sĩ chỉnh, cái kỹ thuật nó quan trọng á. Cái tháo lắp nhìn nó đơn giản nhưng mà không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng làm được cái tháo lắp không đó. Phải bên nó dở. Tùy bác sĩ anh, chứ bên Mỹ ta phải tân đây tiến này, hơn mình chứ để. Dụng cụ hay là bác sĩ ở bên Mỹ á, vậy nếu mà mình chữa những cái bệnh gì mà nặng, mổ những cái gì nặng cũng rất là giỏi được. Nhưng vậy mà hả? Nhỏ mổ nhỏ nhẹ tiểu phẫu này kia dễ ẹt. Ồ vậy hả anh? À dạ. Ông anh mổ chỉ bên nó đi cấp cứu 3 lần luôn. Vậy hả? Có nghĩa là nó không hết à, xong rồi nó cứ bị lại bung máu ra.
Về đây bệnh viện Nguyễn Trãi vẫn bị bình thường, về bệnh viện Nguyễn Trãi á. Dạ. Có trưởng khoa ngoại bệnh viện Nguyễn Trãi cứ để coi bác sĩ bên đó mổ, bác sĩ bên này coi nào rứt hơn. Vô mổ một lần một. Một lần xong luôn á. Dạ. Nhưng mà nó mổ những cái mà cao cấp như xương cái não rồi thôi, kinh khủng lắm, nó mổ hay. Tuyệt vời lắm á. Không, Việt Nam mình bữa nay y khoa tiến bộ lắm. Các bác sĩ tay nghề giỏi lắm. Có không có thua kém gì đâu. 48 mũi kẽm. Dạ. Mũi kẽm. 48 mũi ở đây kẹp cái xương sống là 8 ốc. Cái lưng anh đó hả? Mà mới mổ có ngày trước ngày sau nó bắt là đi được á. Ồ. Vậy là hay lắm á. Liệt cái chân này nè. Ồ. Liệt luôn, nó bị té gãy xương sống mà. Dạ. Bắt đầu từ té từ từ nó liệt cái xương. Ừ. Nó liệt cái chân, và bác sĩ nói nếu mà không mổ là nó liệt nửa người luôn á. Ừ. Tại vì nó bị bể đốt xương thì hai dây kinh nó quẹt nhau, nó dính vô. Dạ. Phải mổ. Nhưng mà cái bữa đó sao bị té? Đâu ai biết. Đeo qua thang bắn cái đèn chiếc mết này. Nó gắn đèn ở ngoài nhà đó. Gắn đèn trong nhà xong rồi. Ở ngoài á. Ở ngoài. Té thang xuống. Bật cái thang ngồi té ngồi xuống nó vọng xuống. Trời ơi, nguy hiểm. Bộ hay vậy. Dạ. Giờ chắc chiếc mết không có bắn đèn nữa thôi. Thì nó biểu rồi, quýt chóp rồi. Quýt chóp rồi luôn, bác sĩ luôn rồi. Quýt chóp là. Kệ nó nói. Chứ bắn nói chuyện mết gì. Nói chuyện nhanh quá hài. Thì thực sự là lâu lâu mà Dung Nhân Dung Dẹ mà nói chuyện với khách á, nhất là gặp mà những người giống như anh Khoa thực sự rất là vui. Và làm xong cái hàm răng cho anh mà thấy anh hài lòng á thì tụi em cũng vui lắm.